Viêm hang vị dạ dày, trướng bụng, đầy hơi gây ra rất là nhiều khó chịu trong sinh hoạt. Ngoài ra, nó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm khác. Vậy làm sao để điều trị chứng bệnh này? Một bạn nữ ở Ninh Bình có hỏi. Ba em năm nay 52 tuổi, chị mới phát hiện bệnh cách đây 1 tháng. Trước đó có dấu hiệu đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, đau tức ngực. Đến khi đi khám thì bị xuất huyết, đi phân đen. Phải nhập viện thì mới phát hiện là bị trào ngược dạ dày. Ba em nay đã xuất viện về nhà nhưng bụng vẫn thấy đau, ăn uống khó tiêu, đầy hơi. Em muốn dùng chè dây thì có tác dụng tốt cho bệnh của ba em hay không ạ? Chào bạn, trường hợp của ba bạn là bị viêm hang vị dạ dày, đồng thời có triệu chứng xuất huyết đầy hơi, thì ba bạn sử dụng chè dây thì sẽ có tác dụng rất là tốt. Công dụng chính của chè dây là giúp trung hòa các axit trong dạ dày, hỗ trợ điều trị bệnh viêm hang vị dạ dày, điều trị ăn uống khó tiêu, đầy hơi. Bởi vậy trong trường hợp này thì sử dụng chè dây sẽ là một giải pháp rất là tốt. Để liên hệ mua chè dây thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được chúng tôi tư vấn và giao hàng tận nơi ạ.